Cây đại hoa trắng hay còn gọi là cây sứ trắng thích hợp trồng làm cảnh trong sân vườn, đình chùa, công trình tâm linh. Tại đình Nghè, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có 4 cây tuổi đời hơn 700 năm. Với dáng thế nghiêng độc đáo, nhiều người còn phải dùng trụ bê tông đỡ thân để tránh gãy đổ. Hơn 700 năm qua, 4 cây đại hoa trắng vẫn phát triển xanh tốt, tỏa bóng dưới trước cửa đình Nghè. Tán của 4 cây có hình mâm xôi, chiều cao hơn 10 mét. Những cao niên trong làng cho biết 4 cây đại trắng gắn liền với những thăng trầm của dân làng Hà Phú và được công nhận là cây di sản Việt Nam. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đều chăm sóc và bảo vệ cây như báu vật của làng. Thời gian gần đây, để bảo vệ cây đại không bị gãy, người dân dùng các trụ bê tông đỡ lấy những thân cây mang vết tích của thời gian. Mỗi mùa hoa nở, mùi thơm của hoa đại tỏa khắp sân chùa, sân đền, nhìn từ xa như một rừng hoa khổng lồ. Còn về miền Tây những ngày này, sẽ thấy những cổng trào bằng cây kiểng như mai vàng, mai chiếu thủy, bông trang, được chủ nhân dày công chăm sóc, ai đi ngang qua cũng không ngớt lời trầm trồ. Đây là hàng rào bông trang trồng được hơn 10 năm đang khoe sắc đỏ trước căn nhà của gia đình anh Lê Hữu Phước ở ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Phía đối diện là hàng cây bông trang được trồng khoảng 5 đến 6 năm, có hình dáng giống cây thông cũng đang khoe sắc đỏ. Hàng rào này dài khoảng 35 mét, cao khoảng 1 mét. Hơn 10 năm trước, bà nội của anh Phước trồng 2 cây bông trang, sau đó ba mẹ của anh giâm cành từ 2 cây để trồng làm hàng rào trước nhà. 5 năm nay, anh chăm sóc cho hàng rào ra qua đồng loạt vào dịp Tết Nguyên Đán. Còn đây là hàng rào từ cây bông trang trước nhà ông Phan Văn Nới ở ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hàng rào ông trồng khoảng 20 năm trước có chiều dài khoảng 30 mét. Ông chăm sóc hàng rào bằng cách tưới nước, bón phân cũng như phun thuốc trừ sâu, cắt tỉa. Theo ông Nới, hiện hàng rào hoàn thiện, còn phần cổng thì cần phải chăm sóc cho cây cao thêm cũng như sửa thành vòng cung. Thời gian dự kiến hoàn thành cổng khoảng 1 năm nữa. Và đây là cổng rào từ 2 cây mai vàng mà phóng viên ghi nhận vào ngày 27 tháng Chạp vừa qua. 2 cây mai vàng do ông Võ Văn Bảnh, ngụ ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang trồng khoảng 33 năm trước.